À, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em Hưng nha. Hiện tại em Hưng đang có một lô đất với cái giá 10 triệu một mét vuông thôi, tại vì là đường xe máy tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố biển Nha Trang. À, thì cách ngay chỗ đường trung tâm của mình thì tầm khoảng là 200 mét thôi, và cách biển thì tầm 6 km. À, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em Hưng nha. Hiện tại em Hưng đang có một lô đất với cái giá 10 triệu một mét vuông thôi, tại vì là đường xe máy ở đây, dân cư xung quanh rất là nhiều. Đây đang có một căn nhà sát bên xây luôn nè. Wow, căn nhà này xây rất là đẹp. À, thì đường này nếu như mà mình xây dựng thì xe ba bánh mình có thể mình chở vật liệu vào đây. Đó, cái lô đất sét đây với diện tích là 105 mét vuông mà giá chỉ có 10 triệu thôi, là hơn một tỷ chút xíu. À, thì giá này còn bớt lọc nha quý vị. À, tại vì cái lô đất này đường xe máy thì mà tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố biển Nha Trang. À, thì cách ngay chỗ đường trung tâm của mình thì tầm khoảng là 200 mét thôi, và cách biển thì tầm 6 km. À, Hưng có để bản đồ Google Maps lên trên đó quý vị. À, để bản đồ Google Maps lên để cho quý vị dễ hình dung cái vị trí. À, cách trường, chợ, trạm đồ là chỉ có 1-2 km thôi. Nhưng mà nhược điểm ở đây là cái lô đất này là đường xe máy. Thì đường xe máy mà ở trong khu vực này thì chắc chắn rồi, đường dưới 13 mét là xây thối lui giống như căn nhà này. Đó, xây căn nhà này xây chắc là hơn không biết thiết kế, nhưng mà căn nhà này mới xây rất là đẹp. À, đường ở đây thì mình cũng vào đường cục. À, thì lát nữa em Hưng sẽ quay ra phía trước, đường phía trước để cho quý vị xem. À, thật ra lô đất đó không có cái gì để mà mình quay ha. À, thì bây giờ em Hưng sẽ chạy ra nha quý vị, chạy ra tới chợ trường đồ. À, đây là đường hẻm Phú Bình. À, đường hẻm Phú Bình tại xã Vĩnh Thạnh. À, đường này là chỉ một xe máy đi vào quý vị, có thể là hai xe máy mình né nhau cũng được. Ở xung quanh là không có nhà cao tầng nhiều nên là rất là thoáng và mát. À, tại đất xã Nha Trang đây hầu như là nông thôn nên là đất vẫn còn. À, đường xe máy đây là mình ra tới đường Phú Bình rồi nè quý vị. Đó, đường Phú Bình đây thì mình đi ra phía tây thì tầm khoảng 200 mét nữa là tới hương lộ 45 nha quý vị. À, đây đường này là đường Phú Bình. Đây là phía trước đường trung tâm của mình nè quý vị. Đường tên là trung tâm. Đó, ở đây thì mình rẽ qua phải thì mà gần tới trường, trạm, chợ, gần 23 tháng 10 luôn. Khu vực đường này thì không thiếu gì hết nha quý vị, kinh doanh rất là nhiều. Đây là trường của mình. À, trường Vĩnh Thạnh nè, trường tiểu học nè, trường trung học nè. Đó, rồi trạm nè. Trường trung học nè quý vị. Đây có trạm y tế nè. Rồi thêm chút xíu nữa có ủy ban nữa. Đây là ngay chỗ cầu bè nữa quý vị. À, quán nhậu rồi nhà hàng kinh doanh rất là nhiều. Đây là trường mầm non nữa nè. Đây phía trước của mình đó là ủy ban nè, ủy ban xã Vĩnh Thạnh, thành phố biển Nha Trang. Và đây là chợ ga nè. À, là ở đây mình từ lô đất mình di chuyển ra đây tầm khoảng 2-3 phút thôi quý vị. À, đây chợ ga nè. Rồi mình sẽ tới đường 23 tháng 10 nha quý vị. À, nếu như quý vị quan tâm đến lô đất ở đây hãy liên hệ cho em Hưng theo số điện thoại ở trên màn hình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.